nổi không? Sao lúc trước mày vô mày nhà tao mày cắn phá dữ lắm mà bây giờ mày bò không nổi hả? Đó mày cắn phá biết bao nhiêu là đồ đạc, biết bao nhiêu là của cải vậy, cắn tan nát tan đàn xẻ ngán hết trơn vậy đó. Bây giờ mày giả bộ mày bò không nổi hả con? Đó cho mày ăn đó, mày ăn thuốc chuột đó, mày ăn vô đi. Giờ mày xỉu sao? Mày ăn mày quậy cho dữ vô. Rồi giờ mày nằm chụp queo ở đây nha con. Cho mày thấy mẹ mày. Đó đó. Tao quay lại hơi thở cuối cùng của mày đó. Cho mày đừng có quậy phá người ta nữa. Mày không quậy phá người ta ai làm gì với mày? Quỷ yêu trà trộn.